Cho Tina đi chơi nha nha. Tina chơi đi cho mẹ xếp đồ nha, xếp đồ để mẹ con mình đi chơi nha. Mẹ gấp khăn lại nha, đi cho Tina đi chơi nha, mẹ xếp đồ cho Tina. Tina chơi đi cho mẹ xếp đồ nha. Ngoan lắm. Ê, ngoan lắm. Mẹ xếp xong rồi. Mẹ bế Tina đi chơi nào, cho Tina đi chơi nào. Mẹ quấn chăn lại cho Tina đỡ gió nha. Rồi. Xong rồi, mẹ con mình đi chơi nhá. Yêu lắm. Yêu lắm, đi chơi thôi. Mẹ con mình đi chơi thôi. Ơi, nhảy. Đồ của Tina thế này. Này, mẹ con mình đi chơi nha, đi nha. Chà tiện ý cha thì đang ngửi hoa à, ngửi hoa hả? Đấy này, đến chỗ này nè, con thấy này, có đẹp không? Đây. Cây đẹp không con? Đấy con ngắm đi, ngắm đi. Ngày đầu tiên mẹ cho Tina ra ngoài thiên nhiên chơi thích ha. Đấy mẹ, đấy mẹ. Thích quá. Con chèo cây không? Con thích chèo cây không? Hả? Tập chèo cây không? Cho con tập chèo cây nhá. Tina đồng ý không? Đồng ý thì mẹ tập cho Tina tập chèo cây nhá. Yếu lắm này, chèo cây này. Thì nàng có vẻ giỏi quá. Thì nàng có vẻ giỏi quá. Ngày đầu tiên Tina được chiều cây hả? Tina ơi, Tina, Tina yêu ơi.
Tina chào trông thật là đáng yêu. Tina ơi, Tina ơi, Tina không sợ gì hết nha. Nhìn chưa, ở đây có mẹ ấy chưa. Tina chào đi. Ý chào Tina, ý chào, ý chào. Chứng tỏ là Tina cũng thích trồng cây nha. Tina ơi, Tina, Tina chào từ nãy giờ, đói bụng chưa? Mẹ cho Tina uống sữa nhá, nhá. Đi, yêu lắm, yêu lắm nha. Uống sữa xong rồi mẹ con mình chơi tiếp nha. Rồi, nè. Ê trời, đang muốn trèo nữa hay gì vậy? Hả? Đang muốn trèo gì mà đang là níu cây này, này chân đang níu cây này. Hả? Đang muốn trèo hả? À, thôi xuống uống sữa đi, à tiên chút nó dèo nữa nhá. Mẹ yêu lắm. Chuẩn bị sữa này, chuẩn bị giấy này, giấy này, lau cho Tina này. Tina uống đi nhá. Sữa của Tina này. Này, Tina đói bụng rồi uống đi con. Tina. Này, sữa Tina này. Uống con. Tina không muốn uống à. Tina buồn ngủ à. Đó. Nên mình ngủ à, vậy đi nào ngủ đi nhá. Mà đây gió mát thì mẹ biết thì đang ngủ nhá. Ờ, thì đang ngủ đi. Ngủ đi mẹ Thương. Thì đang ngủ mẹ Thương. Thì đang ngủ mẹ Thương. Ở đây nó mát quá lên nè. Tina ngủ ngon nữa. Tina ngủ được tí là dậy đấy. Dậy rồi lại chơi đấy. Mà chưa chịu uống sữa nữa. Chắc là ở đây gió mát này thích quá đây mà đang ham chơi à. Đúng không Tina? Đúng không con? Đi chơi này, mẹ phải chuẩn bị đồ cho con này. Sữa này, với ăn nữa nè. Đúng không? Thì Tina uống sữa xong rồi lấy cái chùi chứ. Sao mát hơn con. Anh chơi đi.
nói tiếng Việt này. Chút xíu à, Tina đi chơi với mẹ nha. Muộn này mẹ cho Tina về nhá. Nhá. Nào, mẹ bế nào. Mẹ bế xếp đồ lại mẹ con mình về nhá. Lần đầu tiên Tina chơi hả? Sữa mẹ trực miệng nhưng mà chưa uống nữa này. Rồi mẹ xếp đồ mẹ con mình về thôi. Hôm khác đi chơi tiếp nha.